Quân Hoan, tác giả Thánh Yêu, tập 46. Chương 116, tự dựa vào chính cô. Mạch thần lại. Phi Duyệt gọi tên của hắn, ánh mắt có chút lưỡng lự. Đồng ý với ta một chuyện. Bắt đầu từ khi nào nàng mở miệng, mỗi lần nàng thỉnh cầu, đối dáng mà nói đã thành chuyện đương nhiên. Nam tử cũng không hỏi, thậm chí cũng không lựa chọn suy tính. Mỗi lần hắn gật đầu, kỳ thực đều hữu lực hứa hẹn. Mạch thần lại nhìn chằm chằm gương mặt không chút quyết sắc của Phong Phi Duyệt, không hề suy nghĩ, gật đầu một cái. Nàng không thể không đề phòng. Chuyện này chỉ có hai người, ta và huynh biết. Ta hy vọng huynh có thể giữ kín bí mật này, bao gồm cả quốc sư. Quan hệ giữa Mạch Tu và Đông Thái Hậu, Phong Phi Duyệt vẫn luôn âm thầm theo dõi. Chuyện này dính dấp rất nhiều, lợi hại trong đó Mạch thần lại cũng biết. Nàng yên tâm, ta sẽ không nhắc tới với bất kỳ ai. Hắn nói lời kiên định, làm người ta an lòng không thôi. Gánh nặng trong lòng Phong Phi Duyệt liền được giải tỏa, phần cảm động kia cũng theo đó hiện rõ trong mắt. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ở trong hoàng cung, ta lừa ngươi gạt này, còn có thể tìm được một tri kỷ như huynh. Đáy mắt dần dần rực sáng, bật cười, cặp mắt tuyệt đẹp, cong thành hình trăng khuyết. Mạch thần lại nhìn đến mất hồn, một từ tri kỷ lại khiến tầm mắt vốn mông lung mờ mịt, thổi tan đến sạch sẽ. Sống trên đời có được một tri kỷ cũng coi như là đủ rồi. Phi Duyệt nghĩ như vậy, liền thành thực nói ra. Mạch thần lại cười có chút khổ sở, nửa bên gò má từ trước mặt Phong Phi Duyệt xoay đi, một mình đối diện khung cửa sổ lành lạnh, hắn vẫn dịu dàng ấm áp như vậy, mà giờ rét lạnh đột nhiên ập tới này là khiến nàng không chống đỡ được. Phi Duyệt vẫn luôn cho rằng trên mặt của hắn chỉ nên mang theo ấm áp giống như ánh mặt trời. Ta cũng rất vui. Mạch thần lại thổi đi mây đen, mặt mày khẽ khàng giãn ra, thứ không bắt được, hắn trước giờ sẽ không cưỡng cầu. Hắn có kiên trì của mình, bảo vệ, có lẽ đơn giản hơn là ở gần bên nhau. Tín nhiệm giữa người với người, thật sự rất ít. Phi Duyệt gật đầu tán thành, mà nàng cùng Mạch thần lại, từ đầu đến cuối, luôn tin tưởng đối phương. Không thể giải thích được nguyên nhân dễ dàng tin tưởng như vậy, cũng hoàn toàn trái ngược với tính cách bình thường của nàng. Bóng lưng đi ra khỏi Phượng Liễm Cung, mang đi phiền muộn khắp người. Lúc hoàng đế vội vã chạy đến, Nhũ Mẫu đang ôm đứa bé đi đi lại lại trong điện. Phi Duyệt thấy hắn vài ba bước vừa qua đám người, vội nghênh đón. Hoàng thượng, đứa nhỏ thế nào? Cô Gia Kiết thấy tiểu hoàng tử an tĩnh, nằm trong khuỷu tay Nhũ Mẫu, sắc mặt cũng theo đó hòa quản. Không khóc quấy nữa chứ. Thằng bé rất ngoan. Phi Duyệt có chuyện che giấu, theo hắn tiến lên vài bước. Hoàng thượng, vẫn nên đưa nó về cho Minh Hoàng Quý Phi thôi. Nhìn thêm một cái, trong lòng nàng giống như bị kim châm. Cô Gia Kiết vốn định nhận lấy đứa bé, bây giờ nghe thấy nàng nói như vậy, sửng sốt. Hắn cho rằng Phong Phi Duyệt vẫn còn để ý, dứt khoát, hướng sang Nhũ Mẫu phất tay một cái. Ôm trở về đi. Dạ, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Làm ầm ĩ cả buổi tối, đứa nhỏ cuối cùng cũng an tĩnh lại. Bà ta không dám nói lớn tiếng, chỉ sợ đánh thức tiểu tổ tông này. Nhũ Mẫu ôm đứa bé một đường đi ra khỏi Phượng Liễm Cung, thì về canh giữ bên ngoài hộ tống đi theo sau bà ta. Cô Già Kiết ngồi xuống bên cạnh Phong Phi Duyệt. Bên ngoài tẩm điện của Minh Hoàng Quý Phi, cô gái dẫn một bộ cung trang vàng nhạt kiều diễm. Nàng ta nôn nóng bất an đi tới đi lui. Đám nha hoàng bên cạnh hai mặt nhìn nhau, cũng không ai dám chen miệng vào một câu. Trên búi tóc, hai chiếc trâm vàng phối hợp với động tác của nàng ta mà lách cách gian dội. Nương nương! Trong lòng lo lắng khẩn trương, đúng lúc đó nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh của Nhũ Mẫu.
Tiểu hoàng tử trở về rồi. Minh hoàng quý phi giang hai tay, dán làn váy lên, mặt đầy vui mừng, sải bước xuống trường cấp. Sao vậy? Là hoàng thượng bảo đưa trở về sao? Cái này... Nhũ mẫu cúi thấp đầu, khó lòng mở miệng. Còn ngay ra đó làm gì? Nói đi! Gương mặt diễm lệ của Minh hoàng quý phi lộ vẻ mất kiên nhẫn. Toàn thân người phụ nữ run lên, chỉ đành phải dè dặt, e sợ trả lời. Là hoàng hậu mở miệng nói đưa tiểu hoàng tử trở về. Hoàng hậu? Thanh âm lạnh lót, giọng điệu nàng ta dương cung bạc kiếm. Tối qua, tiểu hoàng tử là qua đêm ở Phượng Liễm Cung. Nhũ mẫu không dám giấu giếm, cuống quýt gật đầu. Dạ, hoàng thượng một đường ôm tiểu hoàng tử, lúc nô tỳ theo kịp, đã bước chân vào Phượng Liễm Cung rồi. Bà ta chỉ sợ kéo mình vào trong, vội vã muốn phủi sạch. Minh hoàng quý phi cười lạnh, thì dịp người phụ nữ cúi đầu, hai tay dùng sức giật lấy đứa bé. Trong ngực nhũ mẫu đột nhiên trống không, chỉ nghe qua một tiếng. Nàng ta thế nhưng không nhìn không hỏi, xoay người sải rộng bước chân đi vào trong đại điện. Con của bổn cung, cho dù cô ta nhìn một cái cũng không được phép. Nếu muốn thì cũng tự mình sinh một đứa đi. Bỏ lại những lời này, nhũ mẫu cùng thì về sau lưng mặt mũi trắng xám, không ai dám nói một lời. Chuyện gì? Ở bên ngoài tranh tranh cãi cãi, còn ra thể thống gì? Minh hoàng quý phi vừa bước vào một chân, tay thái hậu ngồi trong đại điện, kiển chân chờ đợi, cao giọng chất vấn. Tỷ tỷ, có lẽ trong lòng Minh Nhi có chỗ không thoải mái. Bên cạnh, thần sắc đông thái hậu có hơi hòa quảng. Có chỗ không thoải mái. Tay thái hậu nhấp một hớp trà, vừa nghe thấy đứa bé kia khóc, cả đầu cũng phình to lên. Nó có gì mà không thoải mái? Trong tay cũng chỉ thiếu một khối phượng ấn kia thôi. Ngày nào đó, một khi mẹ quý nhờ con, cho dù thế lực của hoàng hậu có lớn hơn nữa, chung quy cũng không bì được với hai mẹ con nó. Bà ta đặt chén trà xuống, khẽ dung một tay lên. Thật là một tiểu quan gia. Được rồi, con khóc, đầu bổn cung cũng sắp nổ tung rồi. Minh hoàng quý phi trầm mặt không nói, trên mặt không dám biểu hiện ra quá nhiều, chỉ là đưa một tay ra bụm miệng đứa nhỏ kia lại. Nhưng không ngờ càng như vậy, nó càng khóc lợi hại thêm. Cô mẫu, cô mẫu, đứa nhỏ này suốt ngày la khóc ầm ĩ, liệu có phải đã bị bệnh gì rồi không? Điên tiết giẫm mạnh chân một cái, nàng ta cũng thực sự hết cách. Đông thái hậu nghe vậy, cầm chiếc khăn gấm trong tay lên quấn quanh vài vòng. Minh Nhi, nói gì mà suối quẩy như vậy? Đứa bé còn nhỏ, khóc nháo một chút cũng là chuyện bình thường. Lúc trước Lệ Nhi lớn cỡ như vậy, còn quấy hơn nó nhiều đấy. Tay thái hậu mặt không biến sắc, một tay chống gò má, lòng bàn tay che lỗ tai lại. Ôm đi đi, làm bổn cung không sớm thì muộn cũng phát điên. Bên ngoài nhũ mẫu nghe thấy tiếng ồn đã vội vội vàng vàng đi vào. Minh hoàng quý phi thuận thế giao đứa bé vào trong tay bà ta. Ngươi lui xuống trước đi. Dạ, người phụ nữ cúi đầu, người đã đi ra khỏi đại điện. Có lẽ Minh Nhi nói đúng. Trầm tư một lát, tay thái hậu liếc xéo sang bên cạnh. Hôm nào vẫn nên để quốc sư xem thử thì tốt hơn. Sắc mặt Đông Thái Hậu có hơi mất tự nhiên. Dạ, đều nghe theo tỷ. Bầu trời lúc này đã bị bóng đêm bao phủ hoàn toàn. Một dòng trăng tròn nhô lên cao treo lơ lửng phía trên, sương mờ tảng quanh bao bọc tứ phía. Trong giường, một thân ảnh màu trắng vốn cũng không nhìn thấy rõ ràng. Tốc độ của cô gái rất nhanh, trường kiếm trong tay tự nhiên đảo ngược giữa cổ tay. Thật sự có tư thế lật tay tạo mây, úp tay tạo mưa. Nhún chân đạp lên đầu ngọn gió, lá trúc nhỏ dài lanh lảnh bị chém rơi đầy mặt đất. Một chiêu, một thức cực kỳ tàn nhẫn, lại giống như là phát tiết thuần túy. Hai tay Phong Phi Duyệt múa kiếm, trong lòng cất giấu quá nhiều chuyện,
Nàng không nói ra, chỉ có thể thông qua phương thức này để khiến mình dễ chịu hơn một chút. Tầm mắt chợt thoáng qua, đột nhiên phát hiện. Nàng phi thân nhảy lên, nhuyễn kiếm trong tay thình lình dung ra. Cô gái núp trong cánh rừng phía sau cả kinh thất sắc, lùi liên tiếp về sau mấy bước. Gót chân dấp phải dưới đất một cái, cô ta không kịp phòng bị, cả người nhếch nhác ngã nhào xuống đất. Người còn chưa đứng lên, lại thấy một thanh kiếm lóe sáng lạnh lẽo chĩa đến trước mặt. Phi Duyệt cúi đầu liếc nhìn, chỉ cảm thấy gương mặt kia có vài phần quen mắt. Ngươi là ai? Một câu hỏi ra lời, cô gái kia há hốc miệng. Đối với việc Phong Phi Duyệt không nhận ra mình, lộ ra vài phần kinh ngạc. Nàng tỉ mỉ nhìn lại vài lần, cuối cùng trong đầu cũng tìm thấy được gương mặt này. Quân Điềm! Cô gái chống hai tay bên người, mặt lộ vẻ mừng rỡ, tiếp theo gật đầu. Tỉ tỉ! Phi Duyệt chào mày, ngày đó ở trên đài trống, chính là cô ta một lòng muốn tìm cái chết, ngạo khí chất vấn ngất trời. Đến bây giờ xem ra, cũng đã bị bào mài chẳng còn lại mấy phần. Hoàng cung vốn là nơi ăn thịt người không nhả xương. Bổng cung không phải tỷ tỷ của cô. Phong Phi Duyệt thu hồi kiếm, khăn gấm lao quanh thân kiếm, hai mắt xuyên qua hàng quan sắc lạnh bức thẳng tới cô gái dưới đất. Cô đến Phượng Liễm cung có chuyện gì không? Bị từ chối ngay trước cửa, sắc mặt Quân Điềm khó coi, ngồi dưới đất không nói thành lời. Phi Duyệt đem nhuyễn kiếm quấn trên cổ tay, thấy cô ta không nói một lời, xoay người liền định rời đi. Tí tí! Cơ hội duy nhất đó chính là quyết tâm mình không dễ dàng gì mới hạ xuống. Quân Điềm từ dưới đất nhanh chóng bật dậy, đuổi theo. Phi Duyệt nghi hoặc dừng lại, bóng dáng thanh lãnh rọi lên trên mặt đất, có vẻ cao ngạo mà cô đơn lạnh lẽo. Nàng xoay người đối mặt với Quân Điềm, không có chút biểu cảm, nhưng vẫn cứ khiến người khác hiểu rõ rằng lúc này nàng đang không vui. Quân Điềm vốn đang ấp a ấp úng bị bức ngược trở lại, do dự năm lần bảy lượt, cuối cùng cũng hung hăng cắn răng một cái, nói ra quyết định trong lòng. Tỷ tỷ, tôi muốn tự do. Phi Duyệt nghe vậy, đôi con người vô vị tẻ nhạt mới dính vào vài phần hứng thú. Cô bây giờ đã là tài nhân của hoàng thượng, sao có thể tự do? Thì ra, giam cầm của hoàng đế cũng không đổi được khuất phục của cô ta. Trong lòng tự nhiên sinh ra một phần hảo cảm, cô gái như vậy có lẽ thật không thích hợp ở lại trong cung. Phi Duyệt muốn đánh giá tường tận gương mặt cô gái, nhưng thấy cô ta ngửa khuôn cầm tinh xảo lên, hai tay lộ ra bên ngoài lạnh cống đến đỏ bừng, ánh mắt quật cường không chịu khuất phục lúc đầu, hôm nay theo ánh nhìn của nàng mà cúi xuống. Không đúng. Phi Duyệt âm thầm lắc đầu, ánh mắt như vậy đã thay đổi rồi. Tuyệt đối không phải Quân Điềm thà làm ngọc dở không làm ngói lành trước kia. Tôi muốn xin tỷ tỷ giúp đỡ. Ba tỷ muội chúng ta cùng nhau hầu hạ hoàng thượng. Những ngày này tôi đã nhìn ra rất nhiều điều. Con người có thể đối đầu với trời đất, nhưng duy nhất không thể đấu với hoàng đế. Cả đời chết già ở trong cung tôi không cam lòng. Cô ta lải nhải không ngừng, đôi mắt trong trẻo trước kia nhiệt tình giàu dạt. Thì ra tự do mà cô ta muốn vốn không phải là ở thế giới bên ngoài. Nếu như đã vào cung rồi, oán trời trách đất, còn không bằng tự dựa vào chính mình. Tự do của chúng ta chỉ có hoàng thượng có thể cho. Tôi cũng muốn giống như hai vị tỷ tỷ vậy, đạt được quân sủng. Quân Điềm càng nói càng kích động, thần thái phấn khích. Chút hảo cảm như dấy lên trong ánh mắt Phong Phi Duyệt, trong lúc cô gái hào hứng miêu tả, từ từ ảm đạm xuống. Ban đầu, nàng cứu cô ta chính là nhìn trúng sự kiên cường khắp người cô ta. Nàng đã từng nói, Quân Điềm nếu muốn ra ngoài thì chỉ có thể ở trong cung sống cho ra hình dáng. Nhưng bây giờ cô ta thỏa hiệp rồi, cô ta thừa nhận rồi, cô ta đã biết nhìn thời thế rồi. Nhưng vì cái gì, mình lại có cảm giác hư vô trống rỗng, rất khó chịu. Phi Duyệt nhìn cô gái đóng mở môi trái tim, nàng hoàn toàn không nghe lọt, xoay người chuẩn bị rời đi. Tí tí! Quân Điềm trợn mắt há mồm, lại đuổi lên trước lần nữa. Đừng gọi ta là tí tí! Phi Duyệt lạnh giọng cắt đứt, ngữ khí như vậy vô cùng lãnh đạm. Ta chỉ có một muội muội là Quân Nghi. Nàng đối với Quân Điềm chán ghét rõ ràng như vậy, ngay cả bản thân mình cũng không nói ra được là vì cái gì.
Sau lưng, sắc mặt cô gái cứng nhắc gượng gạo. Cô ta kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng sững tại chỗ không nhúc nhích. Ta không giúp được cô. Muốn cái gì, tự mình giành lấy. Cô càng không nên tin tưởng ta. Phi Duyệt đang đưa lưng về phía cô ta, bỗng xoay ngược lại, cho cô ta lời khuyên cuối cùng. Cô không nên ngây thơ mà chắc chắn ta sẽ giúp cô. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Quân Điềm, nàng đạp lên từng mảnh lá trúc, một thân đơn độc hướng về phía tàn sáng sau lưng đi ra khỏi giường. Ra khỏi chỗ rẽ, quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh kia vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt Phi Duyệt thâm trầm, trước người chợt đụng vào một bức tường vững chắc. Nàng thốt nhiên hoàng hồn lại, lùi ra sau mấy bước liên tiếp. Nhìn kỹ lần nữa, nàng vô thức nhíu chặt chân mày, toàn thân đề phòng. Duyệt Nhi tẩu tẩu. Lệ Dương Gia ngăn trở trước người nàng. Nhìn qua giống như phải chịu gì đó uất ức lắm. Sao vừa nhìn thấy ta liền có bộ dạng của nàng dâu nhỏ bị bắt nạt vậy? Phi Duyệt không thèm để ý tới hắn, phủi phủi ống tay áo. Thấy hắn không có chút ý định tránh ra. Nàng nói, Lệ Dương Gia, nói chuyện xin hãy cân nhắc. Nàng tử đang cúi nghiêng đầu đột nhiên xoay mặt tới, ngón trỏ thon dài phủ lên chóp mũi, môi mỏng gợi cảm khẽ cong lên, hơi thở nóng rẫy chợt tiến tới trước mặt Phong Phi Duyệt. Thật không ngờ, nàng còn biết qua cầu rút gián. Nàng cả kinh thất sắc, vẻ mặt ẩn nhẫn, đoán không ra ý tứ trong lời nói của hắn. Bổn cung không hiểu. Cô gái kia không phải muội muội của tẩu tẩu sao? Lệ Dương Gia hướng ánh mắt cợt nhã ra đằng xa, chép miệng dài tiếng. Nhan sắc bình thường, thật sự là không thể so sánh với nàng. Phi Duyệt không để lại dấu vết, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hai mắt không hề chớp rơi lên trên người nam tử. Nàng tiếc chữ như vàng, lười phải để ý. Hai tay Lệ Dương Gia vòng trước ngực, thân thể tựa nghiêng vào vách tường. Một chân cong lên, cả người cũng theo động tác lắc đầu không ngừng của hắn mà hiện lên vẻ lười biếng. Có phải tẩu tẩu cho rằng mình đã không cần người khác trợ giúp nữa rồi? Phi Duyệt hai mắt nhìn Lệ Dương Gia, nàng cắn chặt lời nói trong miệng. Tên nam tử này quá mức giả hoạt, mình không cẩn thận một cái liền có thể rơi vào cái bẫy hắn đã đặt sẵn. Duyệt Nhi, ngữ điệu đột ngột thay đổi trở nên dịu dàng ái muội, gần như là âm thanh thì thầm, thân mật giống như tình nhân. Câm rồi. Phi Duyệt trừng mắt nhìn hắn, xoay lại nhìn thấy sắc trời đã tối xuống. Thời gian không còn sớm, Lệ Dương Gia mau trở về đi. Theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nam tử thích ý, duỗi người một cái. Hằng tháng cứ đến ngày 15, ta lại bị mất phương hướng. Hôm nay là ngày mấy vậy? Phi Duyệt vốn không ưa nổi bộ dáng này của hắn, ánh mắt ngạo nghễ lướt qua mang theo vài phần lễ khí. Rõ ràng là một kiểu người âm hiểm, lại cứ ra vẻ hồn nhiên giống như trẻ con. Lệ Dương Gia này quá thật là không đơn giản. Nặng nề phun ra hai chữ, hai tay nàng túm chặt làn váy, muốn xông qua. Không biết. Lệ Dương Gia thấy trên mặt nàng hiện lên vẻ khó chịu. Ngoan ngoãn thu hồi một chân đang ngăn trở đường đi lại. Thừa dịp cô gái đi ngang qua, cánh tay thon dài dung lên, lướt qua thắt lưng mảnh khảnh của nàng, đáp lên ngang eo Phong Phi Duyệt. Tẩu tẩu, hôm nay chúng ta nói chuyện chính. Giọng điệu ngang ngược bất cần đời bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Khóe miệng tà tứ nhẹ dương lên, Lệ Dương Gia từ trên cao nheo mắt nhìn xuống cô gái phía dưới. Quanh thân dần dần hiện lên vẻ nghiêm trọng. Phi Duyệt chưa từng thấy qua. Nam tử người dậy so với bộ dạng lưu manh lúc nãy còn nguy hiểm hơn. Phi Duyệt vẫn không nói một lời, không khí trầm mặc nhưng vẫn chưa khiến Lệ Dương Gia thức thời buông tay. Thanh âm nam tử có hơi khàn khàn, mang theo chút lạnh lót không thích hợp, giọng điệu bị kéo ra thật dài. Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ. Tẩu tẩu cùng Hoàng Huynh thật sự có tình cảm chứ? Lời nói ra câu này, đôi mắt Lệ Dương Gia lóe lên, khóe miệng nhà cong. Phiêu Duyệt mỉm cười nhẹ nhàng, xoay đầu lại đối diện thẳng. Lệ Dương Gia thật biết nói đùa. Bổn cung đối với Hoàng Thượng tất nhiên là chân tình thật ý. Nam tử nghe vậy, thu lại động tác trên tay, cũng không chịu tránh ra. Ồ! Không khí lần nữa trầm muộn, Phi Duyệt là người phá vỡ cục diện bế tắc trước. Lệ Dương Gia, vẫn còn chuyện gì sao? Ý tứ mất kiên nhẫn,
đã thể hiện rất rõ ràng. Ta vốn cho rằng chúng ta có thể trở thành người trên cùng một chiến tuyến. Nam tử vòng hai tay lại, ý tứ trong lời nói mông lung không rõ, lại mang theo ám hiệu cực mạnh. Con người trong trẻo của Phi Duyệt thoáng hiện lên sắc bén, lời của Lệ Dương gia là đang thử dò xét mình. Chỉ có điều, cho dù giữa đế hậu không có chân tình, nàng trên danh nghĩa cũng là nữ nhi quân gia. Thái hậu hai cung cùng quân gia vẫn luôn thủy quả bất dung, Lệ Dương gia sao lại nghĩ đến... Chẳng lẽ... Trong đầu Phong Phi Duyệt nổ hút ầm một cái. Ánh mắt khẽ nheo lại, Lệ Dương gia này, lang hổ thú tính trong mắt đã hiện lên rõ ràng. Tham vọng có được Giang Sơn, thì ra không chỉ có Thái hậu hai cung cùng quân gia, mà đứa con ruột thịt này của Đông Thái hậu, hắn âm thầm thao túng tất cả. Tuyệt đối không phải là vì Minh Hoàng Quý Phi và tiểu hoàng tử đơn giản như vậy. Hắn sao có thể chấp tay nhường lại những gì mình đã giành lấy? Hắn không phải người như vậy. Phi Duyệt lui về sau một bước, lần nữa đối mặt với nam tử, lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thận trọng, đây là từ duy nhất nàng có thể nghĩ đến để hình dung tình cảnh lần này của hoàng đế. Thì ra, đứng ở nơi cao nhất, nhưng cũng là nơi ở trên cao khó tránh khỏi gió lạnh. Biết bao nhiêu người muốn kéo mình từ trên vị trí kia xuống. Người thân, huynh đệ, thậm chí là người thân cận nhất bên gối. Lệ Dương gia thấy nàng suy nghĩ đến mất hồn, ngón trỏ thon dài nhẹ câu, nhấc chiếc cầm mảnh khảnh của nàng lên. Tổ tẩu, nàng không có lễ độ quá rồi. Phiêu Dực hất đầu, từ trong tay hắn tránh ra. Làm sao thấy được? Ta đứng ở đây đến nỗi chân cũng tê cứng rồi, tổ tổ cũng không mời ta vào ngồi một chút. Hôm nay e là không tiện. Phiêu Duyệt duy trì khoảng cách một thân người với hắn, bên ngoài gió lạnh xào xạc, thân ảnh nàng đứng giữa trời thẳng tắp, một tay bắt chéo ra sau thắt lưng. Không biết vì sao nhìn thấy nàng, ta liền muốn khi dễ nàng. Phiêu Duyệt có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không biểu hiện ra, còn không phải sao? Gặp mặt một lần liền bị hắn khi dễ một lần. Đó là bởi vì ngươi nhàn rỗi vô sự. Sau khi ta suy nghĩ kỹ càng, đại khái là bản dương có bệnh. Hắn trầm tư giây lát lại rút ra kết luận như vậy. Biểu tình của hắn rõ ràng là bị chọc đến bật cười. Ta thích nhìn bộ dáng sau khi bị khi dễ của nàng. Rõ ràng là tức giận, là cực lực ẩn nhẫn nuốt xuống. Chỉ là đôi mắt kia giống như có thể từ trên người ta đục ra hai cái động vậy. Lệ Dương gia áp gương mặt tuấn tú xuống, hơi thở đột nhiên lại gần khiến Phong Phi Duyệt thu lại ý cười. Nàng khôi phục vẻ mặt lúc trước, từ bên người nam tử lướt qua tiến lên phía trước. Lệ Dương gia này thật đủ xấu xa. Nam tử cũng không đưa tay ra ngăn cản, thân thể nghiêng ngả đứng thẳng lên, dứt khoát nhường lại con đường bị ngăn trở trước mặt. Phi Duyệt không chút nghĩ ngợi sải bước qua. Có vài người thích hợp cười nhiều, Duyệt Nhi cười lên thì rất đẹp. Lúc sóng dài đi tới, nam tử thốt ra một câu như vậy, thanh âm trầm thấp, nghe không ra là thật tâm hay là giễu cợt. Phi Duyệt bước nhanh rời đi, chỉ sợ Lệ Dương gia đổi ý, lại đuổi theo dây dưa không nghỉ. Nhìn bóng lưng hối hả của nàng, nam tử đứng thẳng người dậy, thân thể cao lớn kéo ra dài tích tắp, trên gương mặt tà mị, ý cười mãi không dứt. Phiêu Duyệt không dám quay đầu lại, băng qua diện tử, nàng bước lộp cộp lên trường cấp, vừa đến hành lang, liền bổ nhào vào người hoàng đế đang đứng bên ngoài. Cả người bật lui lại một cái, suýt chút từ trên thềm đá ngã thẳng xuống dưới, may mà cô già kiết dương cánh tay dài bắt một cái, nắm được thắt lưng nàng. Chuyện gì nàng hoảng hốt như vậy? Không có, đi một đoạn đường tối, dưới chân liền sợ. Hai tay Phong Phi Duyệt đặt lên thắt lưng hắn, ngẩng đầu nhìn lên. Mình đã đi tới cửa tẩm điện rồi. Cô già kiết ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực, hai tay vòng quanh eo nàng đột nhiên siết chặt. Duyệt Nhi, nàng đang nói dối. Mặt Phi Duyệt đỏ lên, tầm mắt liếc ra phía bên ngoài. Từ đây nhìn lại, vừa rồi một màn giữa mình cùng Lệ Dương gia, hắn chắc là không nhìn thấy mới đúng. Thiếp không có. Ngoài miệng ương ngạnh, nhưng trong giọng nói đã bắt đầu thỏa hiệp. Cô giả kiết giơ tay bắt lấy cầm nàng, nâng lên thật cao, con ngươi màu hổ phách, u ám như đuốc. Đừng hòng gạt ta.
lắc đầu tránh đi lại bị giữ lấy càng chặt hơn. Hoàng thượng lẽ nào đã nhìn thấy cái gì rồi? Từ trên cao nhìn xuống mang theo một tia giễu cợt. Trẫm cái gì cũng không nhìn thấy. Phi Duyệt khẽ nhếch môi. Nếu như không nhìn thấy, thiếp càng không thể nào nói dối. Cô già kiết gật đầu mỉm cười, vẻ mặt mơ hồ kia chầm chầm nhìn vào khiến Phong Phi Duyệt như rơi vào màn sương mù. Thắt lưng vừa được buông lỏng, còn chưa đi ra được một bước, cả người lại bị khiêng lên. Dạ dày chống đỡ trên vai hoàng đế, toàn thân Phong Phi Duyệt đảo ngược, một loại cảm giác lơ lửng giống như bị rút sạch hết khí lực. Hai tay rũ xuống, ngay cả đầu tóc cũng xốc xếch. Nàng nghĩ, cái bộ dáng này nhất định rất chật vật rồi. Trong Phượng Liễm Cung, theo động tác nam tử sải bước nhảy vào, Phi Duyệt mơ hồ cảm thấy hơi ấm phả lên trên mặt thích ý, như gió nhẹ lướt qua, rất thoải mái. Ở bên trong nội điện, Lý Yên không người, lưu loát thu dọn giường phượng. Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập tiến đến, cô gái vội vã xoay người, lui ra vài bước, rồi quỳ xuống mặt đất. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Cô già kiết nhìn giường phượng chỉnh tề, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Yên một cái. Trong lời nói lại có vài phần tiếu ý. Hoàng hậu, nha hoàng này của nàng thật là tận tâm, giường cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đầu Lý Yên vốn đã cúi thấp lại càng chôn sâu xuống, tầm mắt chỉ thấy hai chân cô giả kiết từ từ tiến lại gần giường. Thả thiếp xuống. Phi Duyệt trầm mặt một lúc, cuối cùng khó khăn nói ra tiếng. Hoàng đế cũng nghe lời, chỉ có điều động tác thô lỗ không dịu dàng chút nào. Một tay đặt lên đầu gối nàng, tay kia nắm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Phi Duyệt chỉ cảm thấy trước mắt chớp qua một cái, cả người liền bị hắn ném lên giường. Sau lưng nện lên mặt chăn gấm mềm mại, nàng giãy giụa mấy cái, trong lòng cực kỳ bất phục. Khuỷu tay chống hai bên người vừa mới nhổm nửa người trên dậy, liền thấy hoàng đế đưa tay cởi đai lưng ra, động tác khẩn trương, ánh mắt mờ ám. Trong đáy mắt thâm sâu, dục vọng đang từ từ thức tỉnh. Chàng... Hoàng đế không nói một lời, lông bào màu vàng tươi bị ném sang một bên, Lý Yên ở lại cũng không được, quỳ cũng không xong, cái đầu nhỏ nhỏ suýt chút nữa dính vào lòng ngực. Hoàng thượng, nô tỳ hầu hạ người thay áo. Lúc này, tay cô già kiết đặt trên nút thắt khựng lại, đôi mắt như làn sương tuyệt đẹp, liếc nhìn cô gái dưới đất một cái, giống như là mới phát hiện ra cô ấy. Sao ngươi vẫn còn ở đây, đi ra ngoài. Lý Yên nghe vậy, dập đầu mấy cái liên tục. Dạ, dạ, nô tỳ bây giờ liền ra ngoài. Cô gái hoảng hốt bỏ chạy, người đụng vào cạnh bàn cũng không cảm thấy đau đớn nào, nháy mắt liền không còn bóng dáng đâu. Tầm mắt Phi Duyệt lướt qua cô già kiết nhìn theo, lúc muốn nhìn kỹ lại, trước mắt liền bị một bóng đen đè lên, khó khăn lắm mới chống người lên lần nữa, lại bị đẩy xuống. Sức nặng đột ngột áp tới khiến nàng thở dốc liên tục. Nơi bả vai hắn, băng vải màu trắng vòng qua dưới nách, vết thương vẫn còn lờ mờ phát đau. Phi Duyệt không dám dùng sức quá mạnh mà đẩy. Vết thương của chàng... Đó là vết thương nhỏ thôi. Cô già kiết vùi sâu gương mặt tuấn tú vào cổ nàng, mơ mộng cố tình châm ngòi thổi lửa. Phi Duyệt bắt lấy cổ tay hắn. Suýt chút là mất mạng rồi, còn vết thương nhỏ nữa. Nàng nhíu cao đôi mày thanh tú. Vậy cái gì mới là quan trọng chứ? Cô già kiết cắn cắn dành tay nàng, ta tứ ái muội. Nắm tay Phong Phi Duyệt thình lình bị ép xuống dưới. Ở đây mới là quan trọng nhất. Cả đêm giao quan, lúc tỉnh lại không cần cử động, cũng biết nhất định là hai chân bủn rủn, ngón tay cũng lười phải động một cái. Phi Duyệt mở to hai mắt, bên cạnh lại bất ngờ phát hiện tuấn nhan phóng đại của nam tử. Nhìn ra bên ngoài lần nữa, thì ra sắc trời vẫn còn sớm. Tỉnh rồi. Thấy hắn khẽ chớp lông mi nồng đậm, Phi Duyệt dịch dịch thân thể đang nằm trên giường, tựa lại gần vài phần. Gương mặt hắn mang theo chút ngái ngủ giống như trẻ con. Mệt quá. Lăn qua lăn lại cả một đêm không ngủ, không mệt mới là lạ. Hai người ôm nhau ngủ một lúc,
lần nữa tỉnh dậy, hoàng đế đã rời giường đi lâm triều. Đến khi dùng qua bữa tối, chợt cảm thấy đầu óc có hơi nóng, cổ họng càng thêm đau rát, không chịu nổi. Chắc là đêm qua bị cảm lạnh rồi. Lúc Mạch Thần lại đi vào, Phong Phi Duyệt đang nằm trên giường, hai tay cầm túi sưởi, ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc kia, lỗ mũi vô thức nhăn lại. Đặt chén thuốc cầm trong tay lên trên bàn, nam tử cũng theo đó ngồi xuống. Huynh đệ đó trước đi, lát nữa ta sẽ uống. Phi Duyệt đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên ngực, đứng dậy, ngồi vào chỗ bên cạnh hắn. Mạch Thần lại nhẹ gật đầu, hai người thuận miệng nói vài ba câu, mắt thấy thuốc sắp nguội rồi. Phi Duyệt môi khô lưỡi nóng, trong miệng nhạt nhẽo không có chút mùi vị. Nhìn chén thuốc nước đen đặt trên bàn, chỉ cảm thấy trận buồn nôn kéo tới, đối với thuốc kia cực kỳ bài xích. Sư phụ, sư phụ! Bên ngoài Phượng Liễm Cung truyền đến thanh âm của Lâm Doãn. Cả hai ngoái đầu nhìn lại, cô gái dẫn thường phục đi tới, hành lễ xong, đến sau lưng Mạch Thần lại. Sư phụ, sư tổ bảo người mau mau trở về. Xảy ra chuyện gì? Con cũng không biết, dáng vẻ hình như rất gấp. Lâm Doãn một đường chạy đến thở hổn hển. Mạch Thần lại nghe vậy, lập tức đứng thẳng, hai chân vừa mới bước ra, liền nhớ đến chán thuốc kia. Phi Duyệt thấy hắn còn dướng mắt mình, trong lòng không khỏi cảm động. Chỉ là trong giây lát thật sự nuốt không trôi. Quynh sang đó trước đi, thuốc này lát nữa ta sẽ uống. Mạch Thần lại vốn là không yên lòng. Trước đây mỗi lần hắn đều nhìn nàng uống xong rồi mới rời đi để đảm bảo tuyệt đối không có sai sót. Nhưng hôm nay, hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy sẽ không có gì đáng ngại, cũng liền gật đầu. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng quên. Biết rồi, Quynh mau đi đi thôi. Mạch Thần lại xoay người rời đi, và áo hất tung đánh lên trên cửa điện, càng thêm khẩn trương lo lắng. Nhìn bóng dáng hai người biến mất bên ngoài Phượng Liễm Cung, Phi Duyệt đi theo ra ngoài vài bước. Cho đến khi bọn họ đi xa rồi, mới trở lại trong điện. Trong chén sứ men xanh, mùi thuốc càng thêm đắng gắt. Đặt chén thuốc trong tay, nàng nhấc bước đi tới trước cửa sổ. Nàng cũng muốn nhắm mắt nuốt xuống một hơi, nhưng sau khi ngửi thấy mùi thuốc, lại đặt hai tay xuống. Thân thể có hơi mệt mỏi, ngay cả dạ dày cũng theo đó khó chịu. Phi Duyệt lắc lắc đầu, tầm mắt rơi vào bồn hoa cảnh trên bề cửa sổ. Lý Yên vừa mới đưa hai người ra ngoài, lúc trở lại liền trông thấy chén thuốc nước bị trộm đổ vào trong bồn hoa cảnh. Cô gái cả kinh, vội vàng tiến lên trước. Nương nương! Phi Duyệt bị âm thanh đột ngột sau lưng dọa đến giật nảy người, chén thuốc suýt chút cầm không vững, quay đầu nhìn lại. Nương nương! Đang yên lành, sao người lại đổ thuốc đi vậy? Cô gái hốt hoảng dài ba bước tiến lên, chỉ thấy chén kia đã bị dốc ngược đáy lên trời. Phi Duyệt xoay người, nhàn nhạt đáp lời. Trong miệng hơi đắng, một hớp cũng uống không trôi. Nhưng, đó là thuốc bổ mà Mạch Y Sư đặc biệt chuẩn bị cho nương nương, người đổ đi như vậy. Lý Yên vẫn là không yên lòng. Đặt lại cái chén trống không lên bàn, Phi Duyệt khẽ chép miệng. Chỉ không uống một ngày mà thôi, có thể có gì quan trọng chứ? Lý Yên thấy thuốc kia đã bị đổ đi, mặc dù đáng tiếc nhưng cũng không có cách nào giảng hồi. Cũng chỉ là một thang thuốc. Phi Duyệt khẽ chau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quay đầu về phía Lý Yên nói. Chuyện này, ngươi tuyệt đối không được nhắc đến với Mạch Y Sư. Cô gái nghe vậy nhu thuận gật đầu, trong lòng cũng tin vào may mắn giống hệt như Phong Phi Duyệt. Bất quá cũng chỉ là một ngày thuốc mà thôi, chắc là không quan trọng đâu. Chương 118. Ngày mai chính là ngày quân ẩn lãnh binh xuất chiến. Ánh trăng treo trước cửa sổ, thế nhưng lại khuyết thiếu như lưỡi liềm. Quân Nghi đứng im như tượng ở đằng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng hết sức tiều tụy. Cung nữ ma ma canh chừng bên cạnh dùng sức ngáp một cái, hai mí mắt sắp dính lại với nhau rồi. Nghe thấy động tĩnh, Quân Nghi xoay đầu lại. Các ngươi lui xuống trước đi. Nương nương, người nghỉ ngơi sớm một chút đi, long tử trong bụng quan trọng nhất. Nàng dương tay đặt lên trên bụng, ý cười đậm dần, sắc mặt bình thản.
Biết rồi, lui xuống cả đi. Đám người thấy nàng khăng khăng, chỉ đành cúi người lần lượt lui ra ngoài. Quân Nghi khép một cánh cửa sổ lại, ưỡn bụng lên, một đường chậm rãi quay trở lại giường. Giữ nguyên y phục, dịch người vào hướng bên trong, một tay đặt sau thắt lưng, từ từ buông lỏng thân thể xuống. Hành động bất tiện, nhưng không khiến nàng cảm thấy mất kiên nhẫn chút nào. Cảm giác như vậy, mỗi buổi tối đều là một mình nàng lặng lặng ở bên cạnh đứa bé. Cô Già Kiết trước giờ không hề đến đây một chuyến, cho dù hắn tưởng rằng đứa bé này là của hắn. Vì vậy cũng đỡ cho nàng được thanh tịnh. Quân Nghi trời sinh không thích náo nhiệt, càng khỏi nói đến quyến rũ thị chủ. Ngủ cũng không được an ổn, tư thế nằm bất động lại cảm giác thấy xương sống thắt lưng khó chịu, thân thể dùng sức muốn xoay nghiêng lại, thử mấy lần vẫn là vô lực tựa trở về. Mông lung như mơ như ảo, bên tai truyền đến tiếng hít thở thanh khiết của nam nhân. Quân Nghi như gặp đại địch, toàn thân chợt rung lên một cái, hai mắt khép chặt, thình lình mở to, nhìn sang một bên. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, tiếng kinh hô theo phản xạ bật ra khỏi miệng, là bị nam tử giương tay ra, bịch chặt, nuốt trở về. Là ta. Thì ra là Quân Ẩn. Trong bóng tối, hai mắt Quân Nghi hướng sang nam tử bên cạnh, đưa tay kéo tay của hắn xuống, thanh âm khiếp nhược, run rẩy. Quynh, sao Quynh lại trở lại? Ngày mai không phải là ngày xuất chiến sao? Quân Ẩn xoay người nằm xuống, nhiệt độ nóng cháy áp sát vào thân thể cô gái dưới mặt chăn gấm. Hắn không nói nhiều, nhẹ nhàng thận trọng đưa cánh tay ra để cho nàng tựa vào khuỷu tay mình. Động tác lần này, so với vẻ ôn nhu bất chợt lần trước của hắn, càng khiến Quân Nghi thấp thỏm, không chân thật. Thân thể không dám cử động lộn xộn, co rụt người lại, mặc cho hắn ôm nàng. Ta đến thăm con một chút. Trong đêm tối, khóe miệng nàng kéo ra đầy mãn nguyện. Lời của hắn đã đủ khiến nàng cảm thấy, ít nhất, hắn không phải là Quân Ẩn mất hết tính người, toàn thân đầy máu lạnh đó. Nửa bên gò má nóng lên, nàng không được tự nhiên nghĩ muốn xoay mặt đi chỗ khác, lại bị hắn dễ dàng kéo trở về, mặt đối mặt. Nhất thời, nàng không biết nên gọi tên hắn hay nên gọi hắn một tiếng ca ca. Quân Nghi vừa ngẩng đầu lên, liền thấy trên khuôn cằm kiên nghị của hắn, nơi đang chống đỡ đỉnh đầu mình, đã mọc lên lớp râu lúng phúng. Sắc mặt có vẻ mệt mỏi kiệt quệ, môi mỏng vào lúc này kéo thành một đường thẳng. Ca ca! Suy nghĩ một hơi, cuối cùng nàng vẫn mở miệng, gọi như vậy. Nam tử chớp động mí mắt từ từ mở ra, chỉ thấy hắn nhướng mày, toàn thân Quân Nghi vô thức phát run, cắn môi không dám nói một lời. Đáy mắt hắn an tĩnh như mặt nước bỗng chốc phun trào, sắc mặt cũng trầm xuống. Sao vậy? Không có. Do dự một lát, mặt thấy hắn muốn tiếp tục ngủ, Quân Nghi vội vàng giơ một tay ra, lôi kéo tay áo của hắn. Ngày mai xuất chinh, Quynh... Phải khi nào mới có thể trở về? Trong bụng, đứa bé dường như có phản ứng giống nàng, khe khẽ đạp động bắp chân nhỏ xíu. Hắn thở dài một tiếng. Ta cũng không nói chính xác được. Đôi mắt Quân Nghi ảm đạm, tựa thân thể lại gần hấp thu chút ấm áp. Bên ngoài, bầu trời vốn đang trong trẻo, đột nhiên truyền đến từng đợt sấm rền, dục lên lóe sáng. Quân Nghi có hơi lo sợ. Hay là, Quynh trở về trước đi, dạng nhất bị người khác nhìn thấy mà nói... Mặc dù hoàng đế trước giờ chưa từng bước qua nơi này một bước, nhưng nàng vẫn không dám yên tâm. Bên ngoài, ta cho người ở trong bóng tối canh chừng rồi. Hắn hành sự luôn luôn khôn khéo, sẽ không dễ dàng để kẻ khác nắm được cán. Quân Nghi nghe hắn nói như vậy, cũng an tâm, nhưng mà làm thế nào cũng không ngủ được. Hô hấp của nam tử dần dần trầm ổn, hắn thực sự quá mệt rồi. Nàng xoay đầu nghiêng sang một bên, nếu như hắn không có giả tâm như vậy thì tốt biết bao. Trong mắt chua xót, nàng cứ như vậy nhìn hắn ngủ rồi khóc nấc lên. Nước mắt từng giọt rơi xuống gối thơ, còn chưa kịp tán ra đã bị hấp thu sạch sẽ. Quan hệ của bọn họ vốn không thể được thế tục dung thứ. Trong lòng nàng chỉ có một mộng ước, đi theo hắn cao chạy xa bay, đi đến một nơi không có ai có thể tìm được bọn họ. Chỉ là hắn nhất định sẽ không chịu sống như vậy qua cả đời. Qua cả đời, hắn muốn tranh, muốn đoạt, hắn cũng đã định trước sẽ mất đi rất nhiều thứ, không thể hối hận.
Nam tử theo thói quen cạn ngủ cũng không bao lâu liền tỉnh lại. Sao vẫn còn chưa ngủ? Quân Nghi nhẹ lắc đầu. Không dám ngủ. Ở bên ngoài phòng giữ nghiêm ngặt, muội lại là hoàng quý phi hoàng đế thân phong, sợ gì chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 46 Dụ Quân Hoàng. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.